Bây giờ 5:20 tôi đang đứng tại sân trận sân vận động Mỏ Cày Nam. Ê, anh này làm phòng phòng vệ sinh quá hủ tí các bạn ơi. Bạn tôi này 64 tuổi đang làm nền đất trong sân khanh nữa bạn ơi. Quay với các bạn coi này, xung quanh nữa là đất nè. Xung quanh là đất á. Xung quanh nữa bạn ơi. Xung quanh cây cỏ cho vận động Mỏ Cày Nam các bạn ơi. Đó thẳng lúc tức đối diện là chỗ đó hồ bơi vậy đó. Mà thả mặt bằng vô chai nước rồi ở sân đặng Mỏ Cày Nam á bằng ơi, mặt trời đang lặn á, thẳng là cái hướng bưu điện Mỏ Cày Nam á bằng ơi. Còn bên đây tay trái là chỗ khác khu phố Nam, đây là đài phát thanh Mỏ Cày Nam các bạn ơi. Diện là mấy người học sinh đang học sinh thì kêu tụi idol các bạn ơi, đang đá banh trong chỗ cà phê nè.